nhìn lại, một thân con chèo lái giữa dòng sông. Nhưng con luôn nhớ như lần cá chẳng năm xưa, dòng có gặp mưa dây gió mùa, dù phản con như sợi tóc chơi chơi, con vẫn thay cha đi cuối đất cùng trời, tìm gió được mười hiền trao thương báo. Phải chính ta. Vậy mà xuân tôi không được biết, mời Phạm Huynh ngồi. Mời. Chia cách nhau ở quán Mai đã 7 năm, ai ngờ đường đời có ngày gặp lại. Kể từ ngày quán Mai lui bước, nay mới hay hiền mỗi là người thấy trước nhìn xa. Còn huynh 7 năm dài lận đận bôn ba, xét cho cạnh không là uổng phí. Ý huynh thế nào xuân tôi chưa hiểu ý. Anh và hiền mỗi tuy hai đường xuôi ngược, nhưng cùng chung sông nước một dòng. Để nghe huynh phân tỏ đôi điều trong đục, mời huynh dùng tạm chén trà bạch cúc để y cho thanh tâm minh mục. Mời. Dường như đây có đông người qua lại. Không sao, thế huynh đừng lo ngại. Anh đến đây bàn chuyện nước non. Quốc gia hưng vong, đại nghĩa mất còn. Xuân tôi xin nghe lệnh anh đắc. Được bất mật thơ từ kinh Bắc, hiền mới xem sẽ rõ hết mưu cơ. Lòng đầy
sao huynh chẳng học người xưa tìm kế cứu lương dân mà chỉ khư khư một chữ quân thần? Thì ra tham tri có từng lời kêu gọi các sĩ phu à? Dạ, có tổng binh cần quá nhiều, mời quan tham tri sắp tiền dinh đàm đạo. Được, thế huynh, tiểu muội có chút việc quân phải vắng nhà, phiền thế huynh đợi trong chốc lát. Sự mà tuyết khách đã bất hạnh rồi.
một vị quan tham chi trong quân nghĩa. Để gom lại đó. Để đó. Lầm lỡ tha phạm
cam lỗi cùng hẹn ước, đành phụ nghĩa chi lên, kể từ đây sẽ nghĩa tan tàn, cầu gãy nhiên, che sông khúc núi. Tiểu muội hãy đi theo con đường của tiểu muội, còn chỉ hướng ta dẫn dắt đường ta. Yeah.
Châu ơi, hãy nhìn về ngọn lửa, hãy mở to mắt mặt trong. Kìa, ngọn lửa rực hồng đã xoay bước kẻ lạc đường tìm về quê hương đất tổ. Trời ơi, lầm đường lạc lối. Cái tiếng thở của em hiện nay là chứng minh rằng em là người tận tụy với nghề. Nói cách nào đó là em sống trọn vẹn với cái đạo đức nghề nghiệp. Và cái hình tượng nhân vật cuối cùng của em ở trong cái tự sát, em đã thể hiện được thái độ công dân của người nghệ sĩ đối với trách nhiệm đối với đất nước. Vậy thì em có thể trình bày thêm cái trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ và cái đạo đức của người nghệ sĩ trên sân khấu như thế nào, thêm cho tôi và những khán giả hiểu thêm. Cảm ơn thầy. Dạ. Tôi xin trả lời của ban giám khảo.
Người nghệ sĩ phải có trách nhiệm. Nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa cho ngày nay. Và hai về nữa là đạo đức. Cái quan trọng riêng Thanh Sơn á, hồi đó giải phóng mình đã học về đạo đức diễn viên, cái đó là quan trọng. Chẳng hạn như tôi xin nhắc nhở với mấy em, sau này lỡ mà có nổi danh nổi tiếng á, cái quan trọng chữ uy tín. Chẳng hạn như bây giờ là đi hội họp tập tù phải đúng giờ hoặc trước giờ, đừng có để mà đi sau này để những cô bác anh chị em và người ta phiền về mình. Đó là cái đạo đức của người diễn viên. Còn trách nhiệm, những cái mơ ước của tôi là hồi đó Thanh Sơn ở trong cánh gà đó đã coi như nghệ sĩ ưu tú Bửu Triện và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng hát giai phạm thanh này. Hồi đó còn làm quân mê lắm, coi hát mà ước gì được hát giai này. Hồi đó chuyên môn hát giai đọc mà không có ca, thì hôm nay ban giám khảo và quý vị khán giả tình đồng nghiệp và các đệ tử hôm nay là thấy minh bạch rõ ràng là Thanh Sơn về cái tài năng sân khấu, nguyện cống hiến với đời đó, truyền bá lại cho các em cháu sau này. Một mà dễ hiểu vô cùng luôn. Tất cả những gì Sơn trả lời đã thể hiện ở trong cái vai diễn của Sơn, cả quá trình lao động, đó là đạo đức nghề nghiệp và nội dung tư tưởng của vở diễn, đó là trách nhiệm công nhân của em. Xin chúc mừng em hoàn thành. Cảm ơn mọi người.